Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử nghệ sĩ Minh Vương, cây đa, cây đề, ông Hoàng trong giới cải lương. Minh Vương sinh năm 1950 là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng người Việt Nam. Ông được Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lĩnh vực sân khấu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007 vì những thành tích đóng góp của mình trong nghệ thuật cải lương. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, ông đã được Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lĩnh vực sân khấu. Ngày 29 tháng 8 năm 2019, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đợt 9 năm 2019 cùng với các nghệ sĩ cải lương gạo cội, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Văn Vừng, được cho là sinh ngày 1 tháng 7 sau cuộc phẫu thuật ghép thận thành công vào ngày 1 tháng 7 năm 2012. Ông quyết định chọn ngày này làm ngày sinh chính thức năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An. Gia đình của ông có 7 anh em đều sinh ra và lớn lên tại Long An. Năm 10 tuổi, ông đã theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Ông theo học trung học nhưng lại mê ca hát cải lương nên đã tìm đến thầy Bảy Trạch. Ông đã từng đi làm em nuôi của những đào kép chính, phải khuân vác sách đồ khi mà đoàn di chuyển biểu diễn. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương vào nghề năm 1964 khi còn là cậu bé 14 tuổi. Nhờ danh hiệu Khôi Nguyên Vọng Cổ, nam nghệ sĩ đã trở thành cái tên triển vọng trong giới sân khấu đầu thập niên 1970. Suốt gần 60 năm làm nghề, ông có gia tài hàng trăm vai diễn nổi bật như các vai Nguyên Trãi, Dạng Ngọc, Côn Sơn, Minh, Tô Ánh Nguyệt, Tùng, Pha Lê và Cát Bụi, Luân, Đời Cô Lựu. Các nữ nghệ sĩ đã từng diễn đôi với ông như nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Đặc biệt nhất là nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy đã được xem là cặp nghệ sĩ vàng của cải lương miền Nam. Dành cả đời cho sân khấu, ông đã được khán giả ưu ái gọi với danh xưng ông Hoàng cải lương. Dù được ngưỡng mộ yêu mến, Minh Vương đã không xem đó là điều gì quá lớn lao mà đơn giản chỉ là sự may mắn mình có được. Nam nghệ sĩ nói tự hào với thành tựu nghề hát, nhưng ở tuổi này thì ông không chỉ sống với niềm hoài niệm về vinh quang quá khứ. Minh Vương vốn được bạn bè trong nghề nhận xét là người kiệm lời. Nhiều năm qua thì không ít lần nam nghệ sĩ đã vướng thị phi, song ông chưa lần nào lên tiếng cài chính trên mặt báo. Điển hình trong mùa giải Chuông Vàng Vòng Cổ vừa qua, ông đã gây tranh cãi khi được cho là chú trọng phân sắc mà bỏ quên giọng hát hay, dẫn đến trường hợp thí sinh triển vọng bị loại. Trong khi nhiều người cho rằng mình thiên vị, nam nghệ sĩ đã tỏ ra bình thản. Ông đã bày tỏ bản thân đã ngồi chấm suốt 14 mùa của cuộc thi, kết quả ra sao thì đã thể hiện rõ nên không cần thiết phải phân bua. Đối với những tin tiêu cực trên mạng xã hội, Minh Vương bảo: "Tôi không dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội bởi mọi thứ bây giờ quá phức tạp. Tôi chỉ nói mình không có gì phải xấu hổ. Chúng tôi từng nay tuổi có được vị trí trong nghề thì hiển nhiên phải ý thức được mỗi câu nói ra phải đúng và chuẩn xác. Đó không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi mà còn với đàn em của mình." Năm 2011, Minh Vương đã phát hiện mình mắc chứng suy thận. Đây là cú sốc lớn của người nghệ sĩ, căn bệnh đã khiến cho sức khỏe và tinh thần của ông bị ảnh hưởng theo. Minh Vương đã buộc từ bỏ ánh đèn sân khấu để chuyên tâm điều trị. Bệnh tật hành hạ thể xác đã đành, điều buồn nhất là những ngày nằm trên giường bệnh khiến cho tinh thần của ông mệt mỏi, chán nản. Không thể ca hát, ông chỉ có thể nhờ người nhà mở lại các vở diễn cũ của mình từng diễn để xem cho đỡ nhớ nghề. Như bao bệnh nhân khác, Minh Vương đã làm bạn với thuốc, chạy thận đều đặn 3 lần một tuần để duy trì mạng sống. Khi mà cuộc sống chỉ đếm từng ngày, Minh Vương đã may mắn được một người thanh niên hiến tặng mình quả thận. Đón nhận món quà giúp mình cải tử hoàn sinh, nam nghệ sĩ đã xem đó là cơ hội mà trời ban giúp cho ông được cuộc sống cuộc đời lần thứ hai. Ông đã ngậm ngùi kể: "Trên bàn phẫu thuật,
Các bác sĩ nói, kể từ bây giờ anh là Minh Vương thứ hai. Lúc rời viện về nhà thì tôi đã đùa với vợ, hay là tôi đổi tên thành Minh Vương hai. Sự thật, từ khi nhận quả thận hiến tặng, tôi sống một cuộc đời khác. Ghép thận được 7 năm, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương vẫn thường xuyên mỗi tháng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc. Suốt nhiều năm, bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa điểm quen thuộc, nơi mà người nghệ sĩ già đều đặn đến khám bệnh mỗi tháng. Hình ảnh một người đàn ông trạc 70 tuổi, cao lớn, dáng đi nhẹ nhàng cùng với kiểu tóc mang dấu ấn riêng từ lâu đã trở nên quen thuộc với từng bác sĩ, y tá tại đây. Tuổi 70, Minh Vương vẫn nhận lời biểu diễn khắp nơi khi mà điều kiện sức khỏe cho phép. Trên sân khấu thì ông đã hát hăng say, phong độ vẫn mạnh mẽ. Những năm gần đây thì ông cũng tự làm mới mình với các bản nhạc mới trẻ trung. Những ca khúc chỉ dành cho khán giả trẻ đã được ông suy nghĩ biên tấu, vừa kết hợp cải lương, vừa hát để khán giả cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp cận cải lương. Nhìn ông vừa ca hát, nhốn nhảy theo nhạc, không ai nghĩ rằng người nghệ sĩ ấy đã từng suýt phải tắt tiếng đi tiếng hát vĩnh viễn vì bạo bệnh. Nam nghệ sĩ đã tâm niệm, hát để trả ơn tổ nghiệp đã phù hộ mình còn được sống, khán giả đã yêu thương, dõi theo nhiều năm. Sau cơn thập tử nhật sinh và cuộc đời, cuộc sống mới, Minh Vương đã tự nhận bản thân đã thay đổi nhiều. Ông vui vẻ, mở lòng nói nhiều hơn trước. Cũng vì suy nghĩ này, từ người vốn nổi tiếng khép kín và không ưa ồn ào, ông dần hòa nhập với đám đông. Tôi quan điểm, mình hãy sống như đứa trẻ, cứ lạc quan, không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai. Đừng để những ràng buộc về tuổi tác làm cho mình trở nên già nua, sầu muộn, bởi cuộc sống xung quanh mình vẫn đang có rất nhiều niềm vui mỗi ngày, ông nói. Nam nghệ sĩ nói, sợ dĩ ông có được năng lượng tích cực này là bởi bản thân ý thức đang sống thay cho một cuộc đời của người đàn ông 44 tuổi, người đã hiến tặng cho ông quả thận trước khi mất. Minh Vương cách đây nhiều năm đã từng ấp ủ về kế hoạch làm hồi ký như các đồng nghiệp Kim Cương, Lệ Thủy. Song vì sức khỏe không cho phép, lại thêm hoàn cảnh đơn chiếc nên ý định mãi không thực hiện được. Cho đến gần đây, ông đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện một buổi triển lãm về sự nghiệp và cuộc đời của mình. Những tư liệu tổng hợp về chặng đường làm nghề với các đĩa hát, bài báo, tranh ảnh kỷ niệm cùng với đồng nghiệp khán giả được ông dự kiến cho ra mắt vào đúng lễ giỗ tổ nghề năm nay. Do số lượng tư liệu khá lớn, Minh Vương hy vọng sẽ có một đơn vị có thể nhận và treo vĩnh viễn để khán giả có dịp có thể nhìn ngắm. Minh Vương có một cuộc đời đầy hào quang, đáng tự hào, nhưng đời tư cũng thăng trầm. Ông đã từng trải qua hôn nhân đổ vỡ cho đến khi tìm được niềm an ủi xế chiều bên vợ hiện tại, bà Đỗ Thị Hồng. Chung sống hơn 30 năm, cả hai ngoài nghĩa vợ chồng giờ đây đã xem nhau là bạn bè tri kỷ. Minh Vương luôn tự hào về người vợ của mình. Ông bảo, bà xã chăm sóc ông như đứa trẻ, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Trước mỗi buổi diễn của chồng thì bà cũng tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục, là ủi thật phẳng phiu và thường thức chờ cửa ông về. Cuộc đời của tôi quá nhiều biến cố, chuyên truyền, nhưng may mắn đã vượt qua hết nhờ sự tận tình, thương yêu của bà xã. Trong thời gian nằm viện thì bà đã cho tôi niềm tin, nghị lực để vượt qua sống tiếp. Quả thật, đâu phải dễ gì mà nghệ sĩ tìm được người tâm đầu ý hợp. Tôi xem đó là một niềm hạnh phúc, may mắn lớn, ông nói. Bước qua tuổi thất thập, cuộc sống của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương giờ đây khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày của ông trôi qua êm đềm với thú vui chăm sóc cây kiểng, tập thể dục và gặp gỡ vài người bạn. Những ngày không đi diễn thì ông đã dành thời gian sum họp gia đình, vui vầy cùng với con cháu. Minh Vương có 3 người con và may mắn cả 3 đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Dù bận rộn với công việc thì họ vẫn luôn dành thời gian dẫn các cháu sang thăm ông vào mỗi dịp cuối tuần. Minh Vương hiện cũng là quản lý câu lạc bộ cà phê nghệ sĩ Minh Vương. Nhóm gồm những nghệ sĩ, nhân viên hậu cần lớn tuổi, từng nổi tiếng một thời trong giới cải lương. Mỗi dịp tụ họp thì họ chia sẻ với nhau về những buồn vui, nỗi niềm cuộc sống. Theo Minh Vương, đa số các nghệ sĩ tuổi xế chiều đều sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn. May mắn có được cuộc sống an yên, ông muốn dùng danh tiếng của mình kêu gọi quyên góp tiền và nhu yếu phẩm cần thiết, và xem đó như chút quà nhỏ an ủi tinh thần của những đồng nghiệp.
Hỏi Minh Vương, điều ông trăn trở nhất hiện tại là gì? Nam nghệ sĩ nói, 70 năm cuộc đời, điều tôi hạnh phúc nhất là lúc nào cũng được mọi người yêu thương. Giờ tôi luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng niềm vui bên gia đình vợ con. Chỉ mong sức khỏe ổn định như thế này để tôi còn có thể tiếp tục làm nghề thêm vài năm nữa. Cũng vì suy nghĩ trả ơn đời, Minh Vương có nguyện vọng sẽ hiến tạng sau khi mình mất. Nam nghệ sĩ tâm niệm, người chết là hết, thân thể cũng trở về cát bụi. Nhưng nếu mỗi bộ phận trên cơ thể có thể sử dụng được, đó cũng là một cách để chúng ta cứu được một mạng người. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.